Toàn bộ phần khuôn tranh này là dày 4 phân và ván dày 2 phân. Phần tay này là chúng tôi là dày liền khối 12 cm nha quý vị nhé. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày mùng 4 tháng 12 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê và một chiếc kệ TV cho khách hàng là anh Khỏe tại Mỹ Đức, Hà Nội. Một khách hàng rất quen thuộc của chúng tôi. Thì đây là bộ sản phẩm thứ ba anh đặt chúng tôi rồi. Bộ bàn ghế này hàng cực kỳ VIP, hàng dày dặn đỉnh cao. Thì hôm nay chúng tôi có hoàn thiện và sẽ quay lại một video clip để gửi lại anh cũng như là giới thiệu đến quý vị khách hàng. Đây là một bộ Minh Quốc Nghê tay 12 và sử dụng chất liệu gỗ hương đá, chất liệu để làm nên bộ ghế này. Thì đây là tổng thể của bộ ghế, quý vị có thể thấy được. Tôi sẽ quay tổng thành của bộ ghế trước tiên, sau đó đi vào phần chi tiết để giới thiệu quý vị. Sản phẩm này thì anh đặt chúng tôi là hàng cực kỳ là dày dặn, dày dặn hơn hàng phổ thông rất là nhiều. Tôi đi một vòng quanh tổng thể bộ ghế cho quý vị có thể hình dung được. Do ánh sáng nó không được chuẩn lắm nên là quý vị nhìn màu sắc nó không giống với màu sắc thực tế, thì quý vị có thể đến trực tiếp cơ sở của tôi để tham quan. Thì đi vào đường nét chi tiết hơn thì tôi có giới thiệu đến quý vị là toàn bộ phần vách và trương cũng như phần tay của bộ ghế này được lục chạm thủ công hoàn toàn bằng tay. Và trương này là liền khối, không chắp ghép tí nào, hoàn toàn liền khối và gỗ được chọn cực kỳ là nộc nạc. Hiện tại nó đã bị ngược chiều sáng nên là quý vị nó nhìn màu sắc nó hơi bị sậm hơn so với thực tế nhé. Đấy, bốn vách là được đục chạm tứ quý tùng trúc cúc mai và giữa là có sen cỏ. Đây là trương nghê và hàng liền khối 100%. Phần ván ghế là dày 2 cm và phần khuôn tranh là dày 4 phân. Yếm là được làm yếm lồi, yếm cong. Đây, phần tay nghê là dày 12 cm và cũng liền một khối quý vị nhé. Và những bộ thông thường là chúng tôi sẽ chắp ngang đây. Tuy nhiên bộ này là anh đặt chúng tôi là liền khối tất. Còn đây quý vị có thấy được cái phần cột ghế này vân gỗ rất là đẹp. Phần vách ghế là dày 12 cm. Đó. Phần bàn là anh cũng làm yếm cong, cũng là ván 2 cm và được đục mẫu tam đa. Đây, mẫu tam đa ba ông Phúc Lộc Thọ và những các cháu nhỏ. Rất là đẹp vân gỗ đây. Quý vị thấy là vân gỗ này, hương đá này. Rất là tuyệt vời và gỗ thì là cực kỳ là đẹp rồi luôn này. Bên này là hai chiếc ghế nhỏ. Hai chiếc ghế nhỏ này là cũng có thông số kích thước là tay liền và ván dày như chiếc ghế dài kia. Đó, quý vị thấy được rất là nuột. Đây mé bên này thì ánh sáng nó đúng chiều sáng hơn này. Quý vị thì nhìn màu sắc nó sẽ giống hơn một chút. Đó, hai chiếc ghế nhỏ quý vị thấy được rất là nuột này. Gỗ được chọn rất là đẹp. Đó. Tôi đứng máy quý vị thấy. Ngoài ra thì anh còn đặt chúng tôi một chiếc kệ TV nữa theo mẫu anh yêu cầu, là chiếc kệ TV 2m4 và hàng anh làm trơn, có 4 cánh trơn, 2 cánh giữa là anh để lắp kính, để âm ly đầu đĩa và 2 ngăn kéo quả dưa. Vệ đục sen. Đó, quý vị thấy chiếc kệ TV này rất là đơn giản. Anh làm chúng tôi là làm mẫu trơn thôi. Thì khách hàng sử dụng thì nó sẽ vệ sinh lau chùi nó dễ. Đó. Tôi quay lại tổng thể một lần nữa bộ sản phẩm bàn ghế và kệ TV. Hàng VIP gỗ hương đá nhé. Thì đây là một sản phẩm VIP nên là nó sẽ có mức giá cao hơn những hàng phổ thông rất nhiều. Nên là không phải quý khách có những nhu cầu mà sử dụng những bộ sản phẩm mà có mức giá bình dân hơn thì cũng hay liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng 8 theo số điện thoại là 0985 71086, có cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Thì chúng tôi sẽ
có những cái sản phẩm nó mức giá bình dân hơn, có thể phù hợp với túi tiền của mọi người. Còn là bộ sản phẩm này thì là hàng nó sẽ cao hơn những hàng bình thường rất là nhiều, bởi vì là toàn bộ liền khối và chúng tôi làm mà dày dặn cũng như đục chạm thủ công bằng tay, rất là đẹp. Thì anh Khỏe tại Hà Nội thì anh cũng đặt chúng tôi rất là nhiều rồi, đây là bộ thứ ba rồi, anh còn đặt tiếp một bộ 10 món như vậy nữa. Anh đã đặt 4 bộ bàn ghế hàng như vậy rồi, hàng VIP như vậy rồi. Ok, thì clip khá là dài thì tôi xin kết thúc video tại đây để gửi tới anh Khỏe tại Hà Nội nhé. Và cũng rất xin cảm ơn anh và gia đình đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám trong suốt thời gian qua. Và xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.